Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Giao thông Việt Nam. Hiện tại bây giờ là 11 giờ ngày thứ hai đầu tuần. Hôm nay thì ngồi ở nhà nhìn ra thấy cái đường vành đai 3 trên cao ấy, hiện đang bây giờ đã đi được rồi. Vừa xong thì lúc mình đang chỉnh máy thì thấy nó tắc đứng im một lúc luôn đấy. Bây giờ thì thấy đi được rồi. Lúc nãy mình nhìn thấy cái lúc tắc ấy, thì thấy các xe đậu kín ở cái đường khẩn cấp luôn, ở cái làn khẩn cấp đấy. Bây giờ thấy có một cái xe đi ở làn khẩn cấp này, thì mình định quay cho mọi người xem về rất nhiều cái xe chiếm dụng cái làn khẩn cấp ấy. Mà bây giờ hết tắc tiệt rồi, thấy đường thoáng ấy, thấy lại không có cái xe nào chui vào làn khẩn cấp nữa. Vừa xong thì thấy mỗi cái xe vừa xong không biết có cái vụ gì, nãy mình ngó khoảng tầm cả tiếng trước ấy thì thấy bị tắc, thế là mình cũng không định quay đâu. Mình thấy lâu quá thì mình vừa cầm máy quay thì thấy đường lại thoáng rồi. Vừa xong chắc có một cái vụ tai nạn gì đấy hay sao ấy. Đấy, vẫn có cái xe nừ nừ chui đi vào làn khẩn cấp, mặc dù đường ngoài thoáng. Đấy, cái xe khách đấy, xe khách này cũng đi vào làn khẩn cấp ấy. Thêm một cái xe con màu đen này, có rìm trắng này, với một cái xe 16 chỗ, một cái xe tải phía sau nữa cũng đang chiếm dụng cái làn khẩn cấp. Bây giờ lại thấy chậm chậm lại, có vẻ lại ùn rồi. Thêm một cái xe tải, xe tiếp theo là một cái xe Kia Morning cũng đang đi ở làn khẩn cấp. Rất tiếc là cái camera của mình không đủ zoom lên để nhìn rõ được biển số. Lại ùn tắc rồi, lại vẫn tiếp tục một hàng dài xe chiếm dụng làn khẩn cấp. Đang nghe có còi hú, mình nghĩ như lúc này mà đang có Tổng thống Mỹ sang thăm ấy, mà gặp cái trường hợp như này thì không biết dẹp đường như nào. Đấy, một loạt xe án ngữ ở cái làn khẩn cấp. Cái hướng từ Pháp Vân về Mai Dịch là đang có ùn tắc, còn cái hướng từ Mai Dịch ra Pháp Vân thì thoáng, xe chạy với tốc độ bình thường. Đấy. Hướng Pháp Vân về Mai Dịch là đứng im rồi, không thể nhúc nhích gì cả. Hôm nay trời cũng nắng to, đường vành đai 3 mà bên phía dưới thì thông thoáng, đoạn này thì thường thường là rất thông thoáng, chỉ ùn tắc ở cái đoạn nút giao ngoài Nguyễn Trãi thôi, chứ đoạn này thì không mấy khi tắc. Và đường bên trên nãy giờ đứng im rồi.
nãy giờ là không nhích được một tí nào luôn nhá. Khoảng sang phút thứ hai rồi. Thực ra cái giờ này, tức là cái tầm giữa trưa như này, bây giờ hiện tại bây giờ nó đang khoảng 11 giờ hơn. Nếu mà mọi người biết ra ấy, thì đi xuống đường dưới bao giờ cũng yên tâm hơn, ít khi bị tắc. Có khi là chẳng hạn như nhìn bản đồ Google ấy, thấy đường nó thoáng, đường không bị đỏ thì đi thoải mái và có thể có nhiều lựa chọn đường khác, chứ không như đường trên cao đã ùn đã tắc thì chỉ có đứng im thôi, chứ không thể có cái hướng nào khác được. Như ở đường bên dưới thì còn có thể đi gọi là đổi hướng được, chứ đường bên trên thì chịu, trên thì chịu cứng luôn đấy. Như bây giờ từ nãy giờ là không nhúc nhích một tí nào nữa. Chắc ở cái đầu Nguyễn Trãi gì đấy chắc đang có vấn đề hay sao, hoặc là đoạn gần đây có thể có va quệt gì đấy. Đường từ sáng tới giờ mình thấy khoảng từ khoảng 8:30 9 giờ, cái hướng từ Pháp Vân về Mai Dịch ý, là luôn luôn gọi là ùn ứ, và lúc trước cũng có lúc tắc như này khá lâu. Như bây giờ là sao đứng im tại chỗ luôn vậy này? Hay là có thể là có cái công vụ gì của liên quan đến Tổng thống Mỹ nhỉ? Cảnh sát họ có thể chặn cả đoạn luôn đấy, nhưng mà mình nghĩ đường trên cao thì không, thì thường thường họ sẽ chặn đường bên dưới, phong tỏa thì nó dễ hơn. Mình cứ quay như này xem là khoảng mấy tiếng thì khoảng bao nhiêu phút thì cái lượt xe này sẽ nhích được nhé. Như bây giờ đứng im tại chỗ. Nãy giờ chắc khoảng 3-4 phút rồi đấy. Là đứng im không nhúc nhích một tí gì luôn. Còn cái làn trong cùng thì thấy xe trôi trôi lên được tí, nhưng mà cũng hình như là họ gọi là họ ghép sát vào nhau thôi, chứ cũng chưa nhích được tí nào đâu. Đấy, gọi là họ nhích lên để ghép sát vào nhau thôi, chứ mình thấy không có cái chuyện một hàng nhích còn hai hàng kia đứng im được. Đấy. Hàng phía ngoài này, phía giữa này với hàng làn khẩn cấp là đứng im tại chỗ. Hàng trong giữa thì vừa xong là thấy nhích được tí nữa, kiểu các xe cứ đậu ghép. Ngày trước lúc trước là khoảng trống nó rộng, bây giờ họ ép sát vào nhau hơn. Không hiểu như thế này mấy phút mới đi được đây.
bên dưới thì rất là thoáng. Nãy giờ lái xe chắc là ngủ gật rồi đấy. Mình cầm máy quay mình cũng thấy hơi ngủ gật thế này. Thì lái xe họ đứng dừng một chỗ thì họ cũng ngủ gật, thì mình cũng ngủ gật. Ý định của mình là chờ bao giờ mà xe đường họ nhích được thì mình dừng video, nhưng mà tình hình này chắc khó nhỉ. Cứ cầm cái máy quay một hướng mà xe nó đứng im như này, chờ đến cái lúc mà họ nhích được thì lâu quá. Nãy giờ chắc cũng phải chục phút rồi đấy, gần cũng phải tầm 8-9 phút rồi là xe ở cái làn đi từ Pháp Vân về phía cầu Mai Dịch là đứng im không nhúc nhích một tí nào. Không hiểu nguyên nhân do đâu. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy họ cũng không kiểu nhét thêm vào cái làn khẩn cấp nữa. Hiện tại là như đoạn này chỉ có 3 xe, và đằng sau ấy thì nó còn khoảng trống, nó trống đoạn sau là không thấy có xe nào dấn thêm vào đấy nữa. Chắc là họ cũng nhìn biết được đoạn đằng trước ấy nó đang tắc cứng nên họ cũng không gọi là đan thêm vào cái phần trống của cái làn khẩn cấp ấy cả. Hiện tại là chục phút xe đứng im rồi, hơn chục phút rồi. Có cái anh lái xe, lái cái xe tải đậu ở làn khẩn cấp thì anh cứ đi hết xuống ngó rồi lại đi lên. Nãy giờ thấy 2 lần rồi. Chắc nóng ruột quá, xe đấy hình như là chở lợn hay sao ấy. Và cái làn từ Mai Dịch ra hướng Pháp Vân là thấy cũng ùn ùn dần rồi. Đấy, một đống cái xe tải to kìa đang bò đi ạch kìa. Công nhận làn cái này đứng im lâu quá nhỉ. Các bạn nếu xem video các bạn có chờ cùng mình không? Mình cầm cái máy quay mà thấy buồn ngủ quá thì nãy giờ hơn chục phút rồi. Không biết là bao giờ đường nó mới gọi là nhích được. Lúc mình bấm máy quay cái thì đường đi thoáng được cái thì khoảng hơn phút sau lại tắc cứng.
chắc kiểu này không chờ được. Mình phải kết thúc video chứ mình cầm cái máy quay nó mỏi tay, cũng toàn ngóng để xem đường là thông thì mình dừng, nhưng chả thấy thông gì cả, đường cứ đứng im này. Mình xin dừng video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để chờ đón các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, có một cái xe máy đi trèo lên đấy đi rồi. Xin chào các bạn.